cho ớt vào trứng đi. Rỡ vào, cho ớt vào. Phải lấy hạt tiêu. Ôi xoáy 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 xoáy. Trông giống đầu bếp chưa? Đấy, siêu không? Đấy, nướng gà đấy, gà rán đấy. Chín rồi đấy, đủ ra bát đấy. Thôi chị Ly, mời chị Ly. Mời chị Ly ăn đi. Đấy, chị Ly ăn đi. À. Đang chị nhi tiền đi, đang chị nhi tiền đi. Để tiền. Nấu cho mẹ mắm ngô luộc đi. Ngô luộc phải cho đường nhá, không cho đường là nhạt lắm. Đường đây. Hạt tiêu à, ăn nhầm cho một ớt, cứ nhầm cho một ớt.